Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái chiếc ví cầm tay đơn giản như thế này. Bên trên thân ví mình có tạo ra những cái đường bính nằm song song và nghiêng qua một hướng nè. Các cái đường bính nó sẽ nổi lên ha. Thì hai mặt nó sẽ như nhau. Và mình có làm khóa kéo để mình có thể bỏ phụ kiện vào bên trong. Để cho thân ví của mình thêm xinh xắn hơn, mình có tạo thêm một cái tua rua gắn bên hông ha, cho thân ví của mình nó thêm xinh xắn hơn. Để làm được mẫu này thì nguyên liệu mình dùng là sợi dệt màu trơn. Sợi dệt của mình có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Các bạn cũng có thể thay đổi các cái chất sợi khác nhau ha. Kim móc thì mình dùng kim hai đầu. Kim hai đầu 3 và 4 nè, và ta dùng đầu số 4. Những bạn nào mà không có mẫu kim này thì có thể dùng đầu kim mà các bạn có so sánh với sợi len. Thì đầu kim này tương đương với kim 2.5 mm ha. Độ dày của đầu kim sắp xỉ gần bằng sợi len nè, mũi móc của mình sẽ được chắc chắn hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len, kim đánh dấu, thước dây dùng để đo size, một cái khóa kéo như thế này. Thì khóa kéo tùy vào các bạn sử dụng ha. Các bạn có thể đổi cái loại khóa kéo tùy thích. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm chỉ và kim khâu tay bình thường nè. Ta sử dụng kim khâu này để mình có thể khâu cái phần dây kéo vào trong miệng của ví, để giúp cho mình khóa lại phần miệng ví ha. Còn đối với những bạn nào mà muốn tạo cái điểm nhấn cho phần thân ví, các bạn có thể sử dụng thêm cho mình một cái càng cua để mình có thể tạo tua rua bên hông ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi, tùy vào size thân ví mà các bạn cần móc ha, móc cho mình lên cái xích đầu tiên này có cái chiều dài bằng với bề ngang thân ví mà các bạn cần móc. Và lưu ý cho mình cái xích đầu tiên này nó sẽ là bội số chia hết cho 4 ha. Mẫu này mình là 18 cm nên mình sẽ móc lên tổng cộng là 36 mũi móc xích. 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi đã gây nên được 36 mũi móc xích, ta sẽ có được một cái bề dài như thế này. Khi các bạn dùng thước dây đo vào nè, thì cái bề dài này nó sẽ nằm trong tầm khoảng 18 cm ha, là size mà mình cần móc rồi. Những bạn nào mà muốn tăng size thì sẽ tăng cho mình cái xích đầu tiên này trước ha, và là bội số chia hết cho 4 nha. Khi mình đã có được cái chiều dài của cái sợi dây xích rồi, bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, ta đâm kim vào chân thứ 36, móc vào đó một mũi móc đơn, và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu cuối cùng này, chừa cho mình chân móc cuối cùng ha. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc là được. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối hàng, ở cuối hàng còn chừa lại một chân móc, thì chân móc cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đó cho mình 3 mũi móc đơn cùng chân móc ha. Ta có mũi móc đơn đầu tiên nè, tiếp tục mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân móc, và mũi móc đơn thứ ba. Như vậy là chân móc cuối cùng mình sẽ có tổng cộng là 3 mũi móc đơn ha. Sau đó tiếp tục mình sẽ di chuyển kim đến các chân móc còn lại ở đây, và mỗi chân các bạn sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Đây, móc vào các cái chân móc đối xứng với các cái mũi móc mà mình vừa móc ha. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc đến cuối hàng, ta được hai hàng móc đối xứng, thì lúc này còn cái chân móc cuối cùng này nè. Ban đầu mình có gây nên một mũi móc đơn ở chân móc này rồi, thì các bạn sẽ móc thêm cho mình hai mũi móc đơn nữa, để ta có tổng cộng là 3 mũi móc đơn vào cái chân móc cuối cùng này ha. Như vậy là mình sẽ có được 3 mũi móc đơn vào chân cuối cùng này. Kết thúc đâm kim cho mình vào chân của mũi móc đơn đầu tiên mà ta móc ở cái vòng này nè, móc vào đó cho mình một mũi dời để mình kết thúc. Từ đây móc lên một mũi móc xích.
Để tiếp tục hàng móc thứ hai, để ý cho mình ở những cái chân móc mà mình vừa móc này, nó sẽ có hai đường móc. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái đường móc nằm ở bên trong như thế này. Ha. Thì tương tự cho chân móc đầu tiên sẽ là cái chân móc mà ta vừa móc mũi giờ kết thúc của vòng phía dưới á. Thì đây là chân móc đầu tiên ha. Đâm kim vào chân bên trong móc một mũi móc đơn. Tương tự chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn vào chân móc bên trong nè. Chân kế tiếp cũng vậy ha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn và đều đâm kim vào chân ở bên trong. Nó sẽ tạo ra một cái đường gờ để mình có thể phân biệt được đáy của ví ha. Các bạn có thể dùng kim đánh dấu cho mình đây là chân mũi đơn đầu tiên của vòng móc thứ hai nè. Để ta không bị lạc mũi ha. Sau đó móc cho mình đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào cái đường móc nằm bên trong ha. Khi các bạn đã móc cho mình được đến cuối hàng, ta sẽ tạo ra một cái phần đáy với cái đường gờ phân biệt này ha. Thì kết thúc để ý cho mình ở sát nó sẽ có một cái chân móc như thế này. Thì đây là cái chân móc của mũi dời kết thúc vòng thứ nhất, chứ nó không phải là một chân móc của mũi đơn ha. Các bạn sẽ bỏ qua cho mình cái chân mũi dời đó, sau đó ta tháo kim đánh dấu ra và đâm kim vào chân móc của mũi đơn đó, chân móc mà ta vừa đánh dấu á, móc vào một mũi dời lên một xích. Như vậy là ta hoàn tất hàng móc thứ hai, nó sẽ tạo cho mình được một cái độ sâu ha. Đây là phần đáy nè và phần trong nè. Ở hàng móc thứ ba, các bạn sẽ không móc cho mình vào chân bên trong nữa mà mình sẽ móc luôn vào chân móc nha. Thì chân đầu tiên sẽ là chân mà mình vừa móc mũi dời kết thúc, ta đâm kim vào đó móc một mũi móc đơn vào luôn chân móc nè. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, sau đó sẽ móc thêm cho mình một hàng móc tương tự như vậy nữa nha. Tức là ta sẽ có ba hàng móc ở phần thân trừ cái hàng móc đáy lên nè. Và khi bắt đầu mỗi hàng móc thì các bạn có thể dùng kim đánh dấu vào chân mũi đơn đầu tiên để ta có thể phân biệt được đây là điểm kết thúc ha. Móc tương tự cho mình đến hết vòng và thêm cho mình một hàng móc như vậy nữa nha. Sau khi mình đã có tổng cộng được 3 hàng móc ở cái phần thân, tính luôn cái hàng phần đáy là ta có 4 hàng móc rồi nè. Thì mình sẽ kết thúc cái phần đáy này. Ở đây có chân mũi dời ha, các bạn cũng bỏ qua chân mũi dời nè. Và ta đâm kim vào cái chân ta vừa đánh dấu ở đây, móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Khi ta đã hoàn tất được 3 hàng móc ở cái phần thân dưới nè, tính luôn hàng đáy là mình có 4 hàng móc rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo họa tiết cho phần thân ví. Các bạn sẽ móc cho mình 3 chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì chân đầu tiên luôn luôn là chân mà mình vừa móc mũi dời kết thúc nè, móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Và chân thứ ba một mũi móc đơn. Có được 3 mũi móc đơn vào 3 chân liên tiếp rồi, đến cái mũi móc tiếp theo, mũi thứ tư á, các bạn sẽ dời kim cho mình vào cái chân móc ta móc mũi móc đơn đầu tiên, đâm kim vào chân đó, sau đó kéo len qua chân móc, kéo dài cho mình sợi len ha, cho có chiều dài bằng với 3 mũi móc nè. Sau đó tiếp tục ở cái chân móc thứ tư, các bạn sẽ giống cho mình xuống phía dưới, đây là chân thứ tư ha, ta sẽ giống xuống hàng phía dưới nè, mũi thứ nhất nè, tiếp tục giống xuống mũi thứ hai và mũi thứ ba. Ta sẽ đâm kim vào chân móc mình móc phía dưới, sau đó kéo len qua chân móc, kéo dài sợi len ra để nó bằng 3 hàng móc này ha. Trên kim của mình sẽ có 3 đường móc, các bạn sẽ kéo cho mình qua hết 3 chân trên kim nè. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này. Thì cái mũi cuối cùng này nó sẽ thay thế cho cái chân móc thứ tư mà mình không móc vào đó. Cụm tiếp theo sẽ móc từ chân móc thứ năm nha. Móc cho mình từ chân móc thứ năm vào chân móc thứ năm này một mũi móc đơn. Chân thứ sáu móc một mũi móc đơn. Chân thứ bảy một mũi móc đơn. Thì ta có 3 mũi móc đơn liên tiếp nè.
Mũi kế tiếp sẽ làm một cái mũi tạo bính như thế này. Thì dời kim cho mình đến cái chân móc của mũi đơn đầu tiên ở ba mũi đơn này ha. Thì đây là chân mũi đơn đầu tiên, đâm kim và kéo len, kéo dài sợi len nè. Sau đó tiếp tục ở cái chân móc kế tiếp giống thẳng hàng xuống đến hàng thứ ba ha. Hàng thứ nhất nè, hàng thứ hai nè và hàng thứ ba. Đâm kim vào cái chân móc phía dưới đó, sau đó kéo len qua chân móc. Hoặc là các bạn cũng có thể tính từ cái mũi này qua ba mũi và ta đâm kim vào chân thứ tư ha. Đâm kim và kéo len. Kéo dài cái sợi len nè, cho cao bằng ba hàng móc. Sau đó kéo qua ba chân trên kim. Ta sẽ có được cụm thứ hai như thế này. Các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình các cụm này cho đến cuối vòng. Thì mình sẽ có nè. Một mũi móc đơn nè. Hai mũi móc đơn. Ba mũi móc đơn. Mũi thứ tư sẽ đâm kim dời về cái chân móc của mũi đầu tiên. Kéo len, kéo dài sợi len. Tiếp tục ở chân móc thứ tư này giống thẳng hàng xuống. Hoặc là cái mũi dài ở bên kia giống qua ba hàng ha. Đâm kim vào mũi thứ tư. Kéo len. Kéo dài sợi len cho bằng. Sau đó kéo qua ba chân trên kim. Và móc tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối hàng, ban đầu xích đầu tiên chia hết cho 4, nên cụm cuối cùng của mình sẽ là cụm đủ ha, nó sẽ không thiếu mũi móc nè. Thì kết thúc cái cụm này nè, các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào cái chân móc của mũi đơn đầu tiên mà ta móc. Là cái chân mà mình đánh dấu nè. Sau đó đâm kim vào cái chân đó, móc vào đó cho mình một mũi dời để ta kết thúc vòng. Như vậy là ta vừa hoàn tất được hàng móc đầu tiên tạo họa tiết bính ha. Để móc các cái hàng móc tiếp theo tạo các cái đường bính nó nằm song song và nghiêng qua một hướng, nổi lên và song song nghiêng qua một hướng như thế này. Thì ở hàng móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình như sau. Khi kết thúc được hàng móc này rồi ha, mình sẽ sử dụng cái chân của mũi dời kết thúc ở hàng này. Dùng kim đánh dấu cho mình nè là cái chân móc nằm ở phía sau của cái mũi mà mình vừa đâm kim nè. Đâm kim vào đây. Thì cái mũi này nó sẽ thay thế là một mũi móc ha. Từ đây móc lên cho mình một mũi móc xích. Hàng này khi mình đã sử dụng cái chân của mũi dời phía sau rồi thì cái chân đầu tiên của hàng này mình sẽ không lấy ha. Chân đầu tiên tức là cái chân mà mình vừa móc mũi dời kết thúc á, các bạn sẽ không móc vào chân đó mà đâm kim vào chân thứ hai, móc vào một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục hai chân kế tiếp mỗi chân cũng móc một mũi móc đơn. Khi mình có được 3 mũi móc đơn liên tiếp, mũi kế tiếp các bạn sẽ tạo cho mình một cái họa tiết bính ha. Ta sẽ dời kim vào chân của mũi mà ta móc mũi đơn đầu tiên. Kéo lên nè, kéo dài mũi. Sau đó tiếp tục giống thẳng hàng từ chân móc kế tiếp, giống thẳng xuống đến hàng thứ ba ha. Đây là cái chân móc này nè, các bạn sẽ giống thẳng xuống cho mình nè. 1, 2 và 3. Hoặc là từ cái mũi dài bên cạnh nhảy lệch qua một mũi. Và đâm kim vào chân này ha, kéo lên, kéo dài mũi móc, sau đó kéo qua ba chân trên kim. Thì như vậy là các cái đường móc của mình nó sẽ nằm thành bính như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình các chân móc còn lại nè. Ba chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba. Được 3 mũi móc đơn rồi, dời kim đến chân ta móc mũi đầu tiên. Kéo len, kéo dài sợi len. Tiếp tục ha, đếm từ trên xuống 3 hàng móc. Hoặc là từ cái đường dài này nè, lệch qua một mũi. Kéo dài, kéo qua 3 chân trên kim. Ta làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng thì trên thân ví của mình nó sẽ tạo ra những cái đường bính như thế này ha.
Thì đến điểm kết thúc cái cụm cuối cùng này mình sẽ còn lại 3 chân móc. 3 cái chân của mũi dời kết thúc nè. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào 3 chân cuối cùng đó, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Được 3 mũi móc đơn rồi, chân mà mình đánh dấu, tháo kim đánh dấu ra. Sau đó mình tiếp tục tạo một đường bến ở đây. Dời kim vào chân của mũi đơn đầu tiên. Kéo dài sợi len. Mũi tiếp theo các bạn có thể giống từ trên xuống dưới từ mũi dời, hoặc là cái mũi dài cuối cùng ở phía dưới này nè, mình sẽ lệch lên một mũi ha. Đâm kim vào đó, sau đó kéo dài. Kéo dài sợi len ra và kéo qua 3 chân trên kim nè. Thì mũi này nó sẽ thay thế cho cái mũi dời kết thúc của vòng phía dưới và nó sẽ đủ cụm ha. Kết thúc vòng này mình sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn ta móc đầu tiên ở vòng, móc về một mũi dời nè. Sau đó tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Để tiếp tục thì các bạn cũng dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào chân của mũi dời mình vừa kết thúc nè, là cái mũi ở phía sau của cái đầu kim á. Đánh dấu vào đây ha. Hàng móc kế tiếp cũng làm tương tự, các bạn cũng bỏ qua cho mình chân ta vừa móc mũi dời và đâm kim vào chân thứ hai, móc vào một mũi móc đơn nè. Móc tiếp hai chân kế tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Được 3 mũi móc đơn rồi, tạo họa tiết bính cho mình ha, sau đó móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Đối với cái hàng tạo bính thứ ba này nè, ở cái cụm cuối cùng ha, cũng còn dư lại 3 chân móc nè, móc cho mình 3 mũi đơn vào 3 chân đó. Đây là cái chân mũi dời mà ta kết thúc vòng phía dưới ha. Mình cũng tạo một bính ở đây. Đâm kim dời lại vào chân mũi đơn đầu tiên, sau đó kéo len nè. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, nó sẽ là cái chân của cái mũi trước mũi dời ha. Hoặc là các bạn cũng có thể giống thẳng hàng cho mình ở cái mũi dài đây nè. Mình có thể giống lệch qua một mũi, lên một hàng và qua một mũi nè. Và ta đâm kim vào đây, sau đó kéo len và kéo dài cái sợi len ra cho bằng ha. Sau đó kéo qua 3 chân trên kim. Ta cũng hoàn tất được cái hàng này ha. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích. Khi ta hoàn tất được 3 hàng móc tạo họa tiết bính rồi, đến cái hàng kế tiếp thì cũng làm tương tự ha. Đánh dấu vào chân móc của mũi dời kết thúc. Sau đó tiếp tục bỏ qua cho mình chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc. Đâm kim từ chân thứ hai, móc một mũi móc đơn nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba. Có được 3 mũi móc đơn rồi, mũi tiếp theo tạo bính ha. Kéo dài nè. Chân tiếp theo cần đâm kim lúc này nó sẽ dễ nhận thấy hơn ha. Nó sẽ là cái chân móc mà ta móc cái mũi bính của cái hàng phía dưới này nè. Là cái chân móc này ha, đâm kim vào cái chân móc này, sau đó kéo dài mũi móc. Và nó cũng dễ dàng hơn cho các hàng móc kế tiếp. Nó lần lượt sẽ là những cái chân móc mà ta móc cái thanh ngang của cái mũi bính này ha, cho các hàng móc tiếp theo nè. Ta cũng đâm kim vào cái chân móc thứ ba, tính từ trên xuống ha. Kéo dài nè. Kéo qua 3 chân nè. Sau đó móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng để mình tạo ra những cái đường bính nằm lệch qua một hướng. Ta sẽ móc tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được chiều cao của thân ví. Đối với những bạn nào mà móc một màu thì mình cứ lên thẳng như vậy ha, thì các cái đường bính của mình nó sẽ nằm lệch qua một hướng như thế này. Còn đối với những bạn nào mà muốn thay màu cho thân ví của mình thêm xinh xắn hơn, các bạn sẽ móc cho mình một nửa màu thân dưới. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách thay màu đơn giản nhất cho phần thân trên ha. Khi ta đã lên sau được khi một đã nửa móc thêm nhiều chiều hàng cao thân ví rồi, chiều cao của thân ví rồi, kết thúc hàng móc này cũng đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên ở hàng móc kết thúc này ha. Móc vào một mũi dời, sau đó gây nên một xích, kéo và cắt len. Guốc mạnh cho mình sợi len để cái mũi guốc của mình nó nhỏ lại nè. Ta có được một nửa thân ví rồi. Đến cái màu thứ hai chừa cho mình một đoạn len vừa đủ, sau đó đưa ra phía sau của mũi móc.
Các bạn cũng dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi dời kết thúc ha. Sau đó đâm kim vào chân ta móc mũi dời kết thúc vòng phía dưới. Kéo len qua chân móc. Chừa một đoạn len vừa đủ ha. Kéo len qua chân móc nè, sau đó móc lên một mũi móc xích. Thì đây là chân móc đầu tiên của vòng phía dưới. Bỏ qua chân đầu tiên và móc từ chân thứ hai một mũi móc đơn. Khi móc cũng giấu luôn sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai vào chân thứ ba. Mũi móc đơn thứ ba. Có được 3 mũi móc đơn rồi, mũi kế tiếp tạo đường bính nè. Dời kim vào chân ta móc mũi đơn đầu tiên. Đâm kim và kéo len. Kéo dài sợi len ra ha. Sau đó tiếp tục giống thẳng xuống phía dưới nè. Đâm kim vào chân ở hàng thứ ba phía dưới. Kéo dài mũi móc, sau đó kéo qua 3 chân trên kim. Ta có được một cụm ha. Các bạn cứ móc tiếp cho mình các cái cụm tiếp theo và cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc luôn. Thì cụm tiếp theo này mình cũng móc vào 3 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Mũi thứ tư tạo đường bính nè, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên. Sau đó tiếp tục giống đến hàng thứ ba từ trên xuống. Kéo dài mũi ha, kéo qua 3 chân trên kim. Sau đó móc tương tự cho đến cuối hàng. Như vậy là sợi len thừa của mình khi móc vào nó sẽ được giấu hẳn vào trong mũi móc ha. Ta cắt len không phải giấu len nhiều. Các bạn móc đến cụm cuối cùng cũng giấu cho mình sợi len của cái phần thân phía dưới vào ha. Sau đó móc thêm nhiều hàng móc để đạt được cái chiều cao thân ví là được. Sau khi đã móc cho mình được đến cái chiều cao của thân ví mà các bạn cần móc rồi, thì kết thúc hàng này ta cũng đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Như vậy là ta vừa hoàn tất được phần thân ví ở phía dưới. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần miệng ví để mình có được những cái mũi móc ta có thể khâu dễ dàng vào cái phần dây kéo nè. Thì cái hàng viền các bạn sẽ móc cho mình một hàng mũi đơn. Đâm kim vào chân đầu tiên một mũi móc đơn nè. Làm tương tự cho các chân móc còn lại ha. Và lúc này mình sẽ không tạo bính nữa. Các bạn cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng là được. Khi móc đến cuối hàng cũng đâm kim vào chân của mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Và để cho cái phần miệng ví nó được đẹp hơn, các bạn kéo dài sợi len, sau đó mình sẽ cắt len. Chân của mũi dời ta vừa kết thúc này nè, sợi len đang nằm ở phía ngoài, đâm kim vào chân ta vừa kết thúc đó, kéo sợi len ra phía sau. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc ha. Thì như vậy là ta sẽ hoàn tất được một cái phần thân ví như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành khâu lại cái phần khóa với lại miệng ví. Thì cái phần khóa của mình là khóa kéo giọt nước. Đây là mặt phải ha. Và cái mặt trong nè. Ta sẽ đặt phần thân ví cho nó nằm phẳng như thế này. Sau đó ở một đầu của cái khóa kéo nè, ta đút cái đầu khóa kéo này vào trong. Vào trong một góc như thế này ha. Mình sẽ sử dụng kim khâu tay và các bạn chập tư chỉ lại. Các bạn cũng có thể sử dụng chỉ màu tương tự giống như cái phần miệng túi ha. Sau đó tạo một guốc ở đầu còn lại. Và ta tiến hành đâm kim từ bên trong ra bên ngoài. Các bạn sẽ khâu luôn cho mình cái phần khóa kéo này vào trong miệng ví nè. Đâm từ trong ra ngoài ha. Và một cái chân móc nằm bên góc này trước. Mình sẽ khóa lại một đầu của cái phần khóa kéo trước nè. Khâu lại. Khâu được một đầu rồi ha, tiếp tục đâm kim ngược lại vào chân kế bên. Và một đầu còn lại của cái phần kéo ở chính giữa. Tiếp tục quay kim ngược lại về cái chân ta móc đầu tiên nè, ta đâm kim đầu tiên ha.
khâu lại. Thì như vậy lúc này mình sẽ khóa lại được một đầu của dây kéo rồi nè, giúp cho phần dây kéo của mình nó không có bị tuột ha. Sau đó mình sẽ khâu phần còn lại ha. Đặt cái khóa kéo với phần miệng ví song song với nhau. Ta sẽ đâm kim vào các chân móc liên tiếp với nhau và các cái đường khâu tương ứng với cái sợi dây khóa kéo nè. Khâu lại. Cứ đâm kim từ trong ra ngoài và đâm kim từ ngoài vào trong các cái chân móc tương ứng với các cái đường khâu ở cái phần dây khóa kéo ha. Khâu tương tự cho mình cho đến góc còn lại nè. Thì đến góc còn lại các bạn cũng khâu cho mình chốt lại ở cái đầu khóa này ha. Và mình sẽ khâu tương tự cho đến hết. Thì sau khi đã khâu được cái khóa kéo vào trong miệng của ví rồi nè, cái đầu còn lại ha, các bạn sẽ tiến hành cắt các cái đoạn dây kéo thừa đi cho nó gọn gàng. Mình sẽ khóa lại nè. Ta sẽ tạo ra được một cái chiếc ví cầm tay xinh xắn như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn làm tua ru ha. Các bạn sẽ kéo cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Ta sẽ gọi tắt đầu nối với cuộn len là đoạn len dài, còn đoạn còn lại sẽ là len thừa ha. Thì khi kéo một sợi len dài như thế này rồi, các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Cái nút các bạn sẽ mở rộng ra cho mình nè. Sau đó kéo sợi len dài qua cái khoảng trống này. Mình sẽ dùng tay ha, sử dụng cái đoạn len dài để mình móc nè. Móc lên một xích. Dùng tay giữ cái khoảng mà mình vừa tạo ra. Sau đó ở cái sợi len thừa nè, các bạn sẽ tiến hành đưa cái sợi len thừa này quấn qua kim ha, quấn từ trước ra sau, sau đó móc lên một mũi móc xích, tiếp tục đưa sợi len thừa quấn lên kim, móc sợi len dài qua chân móc, đưa len thừa quấn lên kim, kéo sợi len dài qua chân móc, len thừa lên kim nè, len dài qua chân móc, len thừa lên kim, len dài qua chân móc. Sợi dây của mình lúc này nó sẽ tạo ra được một cái khối vuông có bốn mặt giống như nhau nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình, đưa len thừa lên trên nè, quấn qua kim, sau đó kéo sợi len dài qua chân móc. Cứ làm tương tự như vậy ha. Len thừa lên kim, len dài qua chân móc. Móc cho mình cho đến khi mình đạt được cái chiều dài khi mình gấp đôi lại nè. Nó sẽ có được một cái chiều dài phù hợp với lại cái phần thân ví. Thì kết thúc móc lên cho mình một xích, sau đó kéo và cắt len. Đầu còn lại cũng cắt cho mình bằng với cái đoạn len mình vừa cắt ha. Canh chỉnh cho mình cái đoạn vuông này nè thành một mặt. Sau đó mình sẽ đưa hai đầu chập lại với nhau. Sử dụng một đầu, sau đó lấy kim khâu đâm kim vào chân móc đầu tiên của đầu này, kéo một sợi của đầu kia qua chân móc, tạo cho mình một guốc ở đây để mình cố định lại hai đầu. Ta sẽ có được một cái sợi dây như thế này. Tiếp tục dùng một cái càng cua xỏ cho mình vào hai sợi, sau đó mình tiếp tục tạo một guốc ở đây để mình có thể cố định lại được cái càng cua ha. Đây thì càng cua của mình nó sẽ được cố định vào trong cái đầu dây. Sử dụng cho mình sợi len khác màu để mình có thể quấn lại cố định cái đầu này nè.
giữ nguyên vị trí này ha, đưa các cái sợi len về một đầu hết. Sợi len còn lại thì các bạn chập đôi cho mình, sau đó mình chừa một khúc ở phía trên. Mình sẽ giữ cái đoạn này và quấn nhiều vòng. Các bạn sẽ quấn vừa siết chặt lại ha, cho cái đường quấn của mình nó cố định lại các cái sợi len thừa nè. Và khi quấn các bạn đừng có để hở nha. Quấn đến gần cuối rồi thì ta sẽ cắt các cái đoạn len màu xanh thừa này đi. Còn chừa lại cho mình một đoạn len dài màu vàng ha. Ta sẽ quấn cho đến hết, che được cái đoạn len thừa màu xanh đi nè. Sau khi đã che được hết cái đoạn len thừa màu xanh rồi, từ đây mình sẽ tiếp tục quấn thêm một vòng ngược lại lên trên đỉnh. Lên đến đỉnh thì tiến hành cắt cái đoạn len này đi. Sau đó dùng kim móc luồn cho mình cái sợi len vừa cắt đây nè, qua cái khoảng trống mà mình vừa chừa ra. Dùng tay guốc cái đoạn len còn lại. Khi guốc lại thì cái đầu còn lại nó sẽ giấu cái sợi len vào trong mũi móc ha. Ta tiến hành cắt các cái sợi len thừa. Các bạn cũng có thể dùng lửa để hơ nhẹ cho các cái đầu len của mình nó không có cái chỉ thừa lồi ra ha. Ta sẽ hoàn tất được một cái tua rua như thế này. Mình sẽ cắm một đầu vào bên hông của ví. Như vậy là tua rua của mình nó sẽ giúp tạo cho cái phần thân ví của mình thêm xinh xắn hơn ha. Khóa kéo nè. Ở trong phần miệng của ví á, các bạn có thể lót cho mình một tấm vải ở trong này, sau đó mình khâu lót cho phần miệng ví của mình nó được sạch sẽ hơn. Đối với mẫu ví cầm tay này, các bạn có thể thay đổi màu để phù hợp cho mọi lứa tuổi ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu ví cầm tay đơn giản như thế này. Chúc các bạn thành công!